Thưa quý vị, qua rà soát của ngành y tế năm 2022, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh còn khoảng 33%, giảm gần 5,5% so với năm 2017. Có thể thấy, công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em đã có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn đang ở mức khá cao và có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Huyện Sa Thầy là một trong những địa phương có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 5 tuổi khá cao, khoảng 21%, tương đương với hơn 5.700 trẻ và tập trung chủ yếu tại các xã có đông người dân tộc thiểu số. Do đó, từ năm 2021 đến nay, ngành y tế đã triển khai chương trình giám sát và can thiệp dinh dưỡng khẩn cấp, tiến hành bổ sung đa vi chất trẻ em trên toàn huyện, cũng như tổ chức khám sàng lọc trẻ để kịp thời theo dõi, đưa vào điều trị suy dinh dưỡng. Ở nhà bé ăn uống xong hay đi ngoài, lên trạm xá nói là bé bị suy dinh dưỡng, cấp thuốc, cho uống thuốc đầy đủ rồi dạy cách chăm sóc trẻ này nọ. Đội ngũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là phụ nữ có con nhỏ, về kiến thức dinh dưỡng, lựa chọn sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn để cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn. Ngoài bú sữa mẹ, tôi còn cho bé ăn giảm với các chất, chất đạm gồm thịt, cá, chất béo, mỡ, dầu ăn, vitamin khoáng chất cùng rau củ để bé đủ dinh dưỡng và phát triển khỏe mạnh. Hàng năm, các trạm y tế duy trì công tác theo dõi cân nặng và chiều cao, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và theo dõi tăng trưởng của trẻ em, tổ chức uống vitamin A, cung cấp viên sắt đa vi chất cho phụ nữ mang thai nhằm đảm bảo trên 90% trẻ em dưới 2 tuổi được cân đo ít nhất 3 tháng một lần. 95% trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi được theo dõi về dinh dưỡng hàng tháng. Trên địa bàn xã Rà Cơi hiện tại thì đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên về cái kiến thức mà người ta còn hạn chế và là cái điều kiện kinh tế thì nó còn khó khăn. Nên mà để mà chăm sóc trẻ thì nó không còn khó khăn. Thì trọng có những cái giải pháp là đã xuống tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ khi có cháu ốm và có đặc biệt cho những trẻ mà đang bị suy dinh dưỡng thì cũng có các giải pháp là tổ chức có cái buổi tuyên truyền, rồi tổ chức thực hành các cái bữa nấu cháo và bổ sung kiến thức thêm cho bà mẹ là cách chăm sóc trẻ trong thời gian mà trẻ bị bệnh sau khi trẻ ốm. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em có sự cải thiện đáng kể. Năm 2017, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh hơn 38%. Năm 2022, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 33%. Theo kế hoạch, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi xuống còn 29,5%. Đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi các chính sách về dinh dưỡng, đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, tăng cường xã hội hóa công tác dinh dưỡng, đa dạng hóa thực phẩm sẵn có tại địa phương, củng cố và phát triển cái đội ngũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại các tuyến, tăng cường cung cấp các dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, cải thiện chất lượng bữa ăn như là chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ em, sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em từ 0 đến 18 tuổi để kịp thời phát hiện, điều trị, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em. Từ năm 2022, tỉnh Kon Tum bắt đầu triển khai chương trình về phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời đẩy mạnh thực hiện dự án số 7, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, qua đó tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Trước mắt, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn tỉnh xuống còn khoảng 30% vào cuối năm 2023.